Nguồn thanhniên.vn, ngày 24 tháng 9. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ trước đó về việc sớm nhất phải có một ứng dụng chính thức duy nhất, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng chống dịch. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một app cho nhân dân, trong đó quy định rõ, người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển. Người có app đỏ thì không được di chuyển, ở nhà. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cần thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế chỉ đạo phát triển một ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để người dân sử dụng thuận tiện, tạm gọi là ứng dụng phòng chống COVID PC COVID. Rồi, hai tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách tải và cài đặt ứng dụng PC COVID các bạn ha. Thì được biết cái ứng dụng PC COVID này là được Thủ tướng Chính phủ là yêu cầu thống nhất tất cả các app trước đây. Như ví dụ như là trước đây các bạn sử dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc là Bluezone gì đó là sẽ thống nhất là sử dụng chung một app cho cả nước luôn. Đó là sử dụng cái ứng dụng là PC COVID này ha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải ứng dụng này. Thì trước tiên các bạn để tải cái ứng dụng này thì hiện tại là các bạn nếu sử dụng điện thoại Android thì các bạn sẽ kéo xuống ha. Rồi, đầu tiên các bạn có cái nút chữ Bluetooth ở trên màn hình, chúng ta sẽ mở Bluetooth lên. Rồi. Mở Bluetooth lên ha. Rồi, tiếp theo đó là cái định vị, đây cái hình định vị ở đây, kế bên đây, định vị đây. Ok bạn. Rồi, đây là hiện ngon Android. Đối với ai sử dụng sản phẩm điện thoại iPhone thì vẫn bật hai cái chức năng lên, đó là Bluetooth và định vị. Còn cái tính năng nếu người nào mà ở nhà có Wi-Fi thì sử dụng Wi-Fi để tải đó, Wi-Fi. Còn người nào mà không có Wi-Fi thì có thể bật chức năng dữ liệu 3G lên để tải các bạn ha. Cái này là không bắt buộc, tùy người. Tuy nhiên thì cái quan trọng là chủ yếu là có hai cái tính năng, chức năng đó là Bluetooth và định vị phải bật lên nha các bạn ha. Rồi xong, đây là về cái điện thoại Android ha. Còn iPhone thì chúng ta cũng thực hiện tương tự như vậy ha. Rồi, tiếp theo, đối với điện thoại Android thì chúng ta sẽ vào CH Play, bấm vào CH Play. Rồi, bằng click vào tìm kiếm ha bạn ha. Rồi, bạn gõ chữ PC cách cái COVID ha bạn ha. Đó, COVID. Rồi, bấm Enter. Đây, bạn thấy cái biểu tượng, cái hình cái khiên á, bảo vệ có hình xoạc màu đỏ, đây là biểu tượng của ứng dụng ha. Bạn bấm click vào cài đặt. Rồi bạn chờ xíu cho nó chạy nha. Rồi, xong rồi ha. Rồi mình có thể thoát ra màn hình. Rồi, để coi ứng dụng nằm đâu. Đây, ứng dụng ở đây, để mình kéo qua đây cho ít cho bạn dễ nhìn. Rồi đây, đây cái biểu tượng ứng dụng PC COVID đây, bạn click vô PC COVID ha. Rồi bạn chờ chút xíu nó sẽ khởi động lên. Đó, đang khởi động và đồng bộ ha. Rồi, tiếp theo bạn bấm nút tiếp tục ha. Rồi, nó yêu cầu chúng ta sẽ nhập số điện thoại vào. Thì trước đây bạn đăng ký tiêm chủng số điện thoại nào thì mình sẽ đăng nhập đúng số điện thoại đó nha bạn. Đây không phải số này. Rồi, mình nhập số điện thoại xong bấm tiếp tục rồi bạn ha. Rồi, các bạn chờ chút xíu thì cái ứng dụng sẽ thể gửi cái mã xác nhận về số điện thoại chúng ta. Rồi nhập số điện thoại vô, nhập số mã xác nhận vô ha. 439653 439653. Rồi mỗi một máy có một mã số xác nhận khác nhau nha bạn nha. Đừng có nhập cái số mã số của mình nha, không có vô được đâu. Rồi kích hoạt. Rồi sau khi bạn kích hoạt thành công thì cái bản thông báo nó hiện lên là xác thực OTP thành công rồi bạn ha.
Tuy nhiên thì nó hiện thông báo dưới là chưa khai báo y tế, bạn cần khai báo y tế mới có cái mã QR xuất trình khi bạn rời nơi công cộng ha. Thì đến đây thì nếu bạn bấm đóng cũng được, mình có thể khai báo y tế sau cũng được, không sao. Còn bạn thích thì các bạn lít luôn khai báo y tế ha. Đó, còn tới đây thì mình sẽ lít đóng, mới đóng tại vì để đăng nhập vô ứng dụng luôn. Còn việc khai báo y tế mình có thể khai báo y tế sau. Rồi mình lít đóng ha. Rồi, đây đây là cái giao diện mà sau khi mình đã đăng nhập thành công ha bạn ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ chia sẻ thêm các bạn về cái cách mà cài đặt ứng dụng này trên điện thoại iPhone ha bạn ha. Tải cái ứng dụng BC COVID ở trên điện thoại iPhone ha. Tại do cái điện thoại iPhone mình nó bị hư cái micro, do đó mình sử dụng cái điện thoại khác để mình quay lại, các bạn thông cảm nha. Rồi đầu tiên ha, các bạn vào cài đặt iPhone trước đã. Rồi tiếp theo các bạn chọn mục Bluetooth ha. Đây cái Bluetooth đây, chọn mục Bluetooth. Rồi rồi các bạn bật chế độ Bluetooth. Hồi nãy là bình thường là chế độ đây là tắt nha bạn ha. Rồi mình lướt bật Bluetooth lên. Rồi ok bạn. Rồi bắt đầu mình thoát ra tiếp ha. Rồi mình bắt bắt về, bắt về. Rồi đó. Rồi tiếp theo về cái mạng wifi là chắc chắn là các bạn phải bật mạng wifi ha. Nếu mình có wifi bật wifi ha. Còn nếu trường hợp mình không có wifi, mình có thể sử dụng dữ liệu di động ha bạn ha. Nếu mình không có wifi mình bật dữ liệu di động không. Cái này là những ai sử dụng iPhone này rất là rành rồi ha. Rồi tại do mình có wifi mình không sử dụng dữ liệu di động đâu ha. Rồi thoát, rồi sau khi mình ấy xong rồi mình sẽ thoát ra ngoài. Rồi bấm thoát ra ngoài ha. Rồi iPhone thì mình sẽ vào App Store bạn, click vào App Store. Rồi vào App Store ha. Rồi lít vào App Store thì cái mục iPhone, cái mục tìm kiếm dưới đây mình sẽ lít vào cái mục tìm kiếm ha, vào mục tìm kiếm. Rồi vào mục tìm kiếm ha. Rồi bạn sẽ lít vào cái tìm kiếm ứng dụng lít trên đây. Rồi bạn sẽ gõ chữ BC BC cách chữ COVID. Đây có sẵn cái PC COVID ha bạn ha. Rồi lít vào PC COVID ha. Rồi đó bạn sẽ lít nút nhận ha. Ok nó để tải về ha bạn ha. Rồi mình xác nhận vân tay cái đó, iPhone thường thường nó có những xác nhận vân tay. Rồi để cho nấy đó, rồi bắt đầu để cho nó tải về ha. Rồi bạn sau ok nó đang tải về, bạn có thể thoát ra màn hình bằng tem. Rồi để coi nó tải về nó nằm ở đâu, lướt qua coi. Ở đây đây, hiện tại đây PC COVID đã tải về ha, có PC COVID trong này ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ lướt vào PC COVID nha bạn ha. Rồi lướt vào PC COVID mở lên. Rồi bạn chờ chút xíu để cho nó chạy nha. Rồi sau đó màn hình giao diện hiện lên, bạn chọn nút tiếp tục. Nếu tiếp tục màu xanh nữa bạn tiếp tục. Rồi bạn sau khi thì bạn sẽ nhập số điện thoại của mình ha. Số điện thoại mình đăng ký tiêm như thế nào, mình nhập đúng số điện thoại đó nha bạn. Tiếp tục. Bấm tiếp tục ha bạn ha, nhập xong bấm tiếp tục. Rồi, bạn chờ chút xíu nó sẽ gửi cái mã xác nhận về số điện thoại chúng ta. Rồi, mã xác nhận là 844739. Rồi, chúng ta sẽ điền vô ha. 8447 39 ha bạn. Đó, rồi, sau đó bạn sử dụng nút kích hoạt. Đó. Rồi sau khi kích hoạt xong thì nó thông báo chưa khai báo y tế, thì một chút xíu mình khai cũng được ha. Thì mình sẽ lướt nút đóng. Rồi nó thông báo gì mình đọc thử coi. Kích hoạt tính năng phát hiện tiếp xúc gần đó, thì mình sẽ đồng ý luôn, lướt đồng ý cho các bạn ha. Đó rồi bây giờ nó hỏi nè, cho phép PC sử dụng vị trí của bạn, đồng ý nha bạn ha. Cho phép khi dùng ứng dụng, mình click vào nút giữa ha, cho phép khi dùng ứng dụng luôn ha. Ok bạn. Rồi bạn có muốn sử dụng Bluetooth để ghi nhận thiết bị điện tử hay không, cho người dùng ở gần bạn không? Có, đồng ý luôn. Rồi rồi bạn tiếp theo muốn gửi thông báo cho bạn, đồng ý luôn ha bạn ha. Tất cả chúng ta sẽ đồng ý hết. Rồi tới đây thì chúng ta đã đăng nhập vào ứng dụng thành công các bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái
hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng PC COVID trên điện thoại Android và iPhone ha. Các bạn nhớ bấm like hoặc đăng ký để theo dõi tiếp cái hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC COVID hoặc share video để mọi người có thể cài đặt thành công nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, chào tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn cài đặt thành công. Xin cảm ơn.